Thì bây giờ tôi bắt đầu được chưa? Dạ, con thỉnh sư cho chúng con Dạ. mời pháp thoại ạ. Dạ. Tiếp nối bài giảng của tuần trước, vẫn là một cái đề tài liên lũy, tiếp nối. Tuần này chúng ta cũng theo cái nguồn mạch ý tưởng đó mà chúng ta có một cái đề tài nó vừa lạ mà nó vừa quen. Cái đề tài nghe nó không có gì là Phật pháp hết, đó là cái gì và tại sao. Ở trong trong Shakespeare, ông có một câu trong một tác phẩm của Shakespeare, ông có một cái câu rất là nổi tiếng mà cũng rất là khó dịch bởi vì cái nghĩa nó rộng lắm. Đó là to be or not to be, that is question. Phải hay không phải, sống hay là chết, có hay là không, thì cái đó mới là cái vấn đề. Thì các vị biết rằng ở trong tiếng Pali nó có cái chữ Bhutat, cũng nghĩa là chúng sinh. Và chúng ta biết rằng ở trong tiếng Anh có động từ to be, rồi Pháp rồi có e avoir, Đức là động từ sign. Thì tất cả những cái động từ đó nó vừa là có mà nó vừa là có mà là. Thì toàn bộ đời sống của mình nó chỉ là động từ to be thôi. Động từ to be thôi. Thí dụ như người ta nói chúng ta làm thiện không phải vì cái đối tượng đó là ai, mà bởi vì chúng ta là ai. Chúng ta làm việc thiện, nói thiện và nghĩ thiện, nghĩ điều lành đó, không phải là vì đối tượng đó là ai, mà bởi vì chúng ta là ai cho nên chúng ta mới làm thiện. Đó là một trong những cái gợi ý lớn để thấy rằng đó là đời sống của mình nó chỉ là động từ to be thôi. Chúng ta là ai, chúng ta là cái gì, cái đó mới là cái quan trọng. Chúng ta thường nghĩ những cái rất là to tát, ví dụ như là sự nghiệp, rồi sự nghiệp tinh thần, rồi tiếng tâm, rồi quyền lực, rồi uy tín, rồi tình cảm. Chúng ta nghĩ đến chuyện chúng ta sở hữu cái này, chúng ta sở hữu cái kia. Chúng ta nghĩ là chuyện lớn, không phải chuyện quan trọng nhất. Chí tử cốt yếu nhất thì chúng ta lại quên. Đó chính là cái cuộc đi nghìn dặm nào nó cũng bắt đầu từ cái bước đi đầu tiên. Cái tòa lâu đài nào nó lớn cách mấy thì nó cũng phải được bắt đầu bằng những cái viên gạch đầu tiên. Một cái chiếc xe đạp, một cái chiếc xe 18 bánh, cái trọng lượng của hai chiếc xe này nó cách nhau xa lắm, nhưng mà cái điểm đồng của hai chiếc xe này đó, tuy là về hình dáng, về trọng lượng ấy, về cái cơ cấu vận hành, cấu tạo thì đúng là nó khác nhau nhiều lắm, nhưng mà hai chiếc xe này nó cũng có điểm giống nhau. Đó là cái phần bánh xe mà chạm với mặt đường ấy, dầu là của chiếc xe đạp, thì cái diện tích bánh xe mà chạm với mặt đường ấy, nó chỉ là một cái phần rất nhỏ so với tổng diện tích của chiếc xe đạp. Rồi cái chiếc xe 18 bánh cũng vậy, dầu nó có đồ sộ cách mấy đi nữa thì cái phần diện tích mà cái phần tiếp diện, cái phần tiếp xúc của cái diện tích bánh xe đấy, mà cái phần mà chạm với đường nó cũng chỉ là một phần rất nhỏ so với tổng diện tích của chiếc xe. Chúng ta có là ai đi nữa đó, thì có bao nhiêu khác biệt đi nữa đó, thì chúng ta không có điểm đồng với nhau là đời sống của mỗi người nó diễn ra trong từng phút. Mình nói mình sống 75 tuổi, 92 tuổi, nhưng mà thật ra là đời sống mình nó chỉ là từng phút hít thở, từng phút buồn vui, thiện ác, thích ghét, từng phút, từng giây hít thở, từng giây buồn vui, từng giây thiện ác thôi. Nó giống như chiếc xe vậy đó, dù nó có lớn hay bé cách mấy, nhưng mà cái phần nó cái diện tích mà nó tiếp xúc mặt đường nó bao nhiêu hết đó, thì mình cũng vậy. Toàn bộ cái đời sống của mình nó được thiết lập trên từng cái khoảnh khắc hiện hữu rất là mong manh.
Mà chỉ có cái người hiểu đạo, chỉ có cái người hành đạo thì mới có thể sống một cách đúng nghĩa, đúng mức và trọn vẹn cái gọi là đời sống. Còn không thì chúng ta đó là chỉ là những cái xác chết chưa có chôn thôi. Chúng ta sống thì chúng ta không biết gì về mình hết. Chúng ta cứ nghĩ đến những cái cao vời, những cái cao xa, những cái hoành tráng, những cái đồ sộ, những cái nguy nga. Nhưng mà chúng ta quên một chuyện, đó là từng phút trôi qua chúng ta đang như thế nào. Tôi có thể mạnh miệng nói rằng tôi không phải là một bác sĩ, tôi không phải là một nhà khoa học, không phải là một nhà sinh vật, không phải là một chuyên gia khoa học, nhưng mà tôi dám nói rằng mỗi cái giây phút hít thở của chúng ta, mỗi cái ly nước mà chúng ta uống vào mỗi giờ đồng hồ, mỗi cái miếng ăn mà chúng ta ăn vào miệng mình đó, mỗi bữa đó, mỗi ly nước, mỗi miếng ăn, mỗi cái hơi thở đó, nó có một cái ảnh hưởng cực lớn lên trên toàn bộ cái sự nghiệp của chúng ta. Tôi dám mạnh cái miệng nói như vậy, tôi chịu trách nhiệm để có câu tuyên bố đó. Từng bữa ăn á, mình ăn cái gì, vấn đề là mình ăn cái gì. Cái lượng natri mỗi ngày mình nạp vào trong người của mình là bao nhiêu phần trăm? Cái lượng natri là trong muối đó, rồi cái lượng đường, cái lượng cholesterol mà mình nạp vô trong cơ thể mình mỗi một ngày, mỗi một giờ đó là bao nhiêu? Chính cái đó nó quyết định cái sức khỏe của chúng ta. Nha. Chúng ta có giỏi bằng trời đi nữa, nhưng mà ăn uống tầm bậy tầm bạ thì mau đi lắm. Nha. Đó. Rồi có chuyện hít thở. Đừng có tưởng rằng mỗi hơi thở là chuyện nhỏ. Sai. Chúng ta hít thở trong cái bầu không khí như thế nào? Ở trong rơm mình chắc biết cái gì đó. Nên. Cái bầu không khí ô nhiễm đó, nó khác với bầu không khí trong lành nhiều lắm, khác nhau xa lắm. Cho nên mình cứ tưởng là mỗi hơi thở là một chuyện nhỏ, nhưng mà không, anh thở ở đâu? Và cái hơi thở của anh là hơi thở của một người tập luyện chuyên nghiệp, hay là thở theo cái kiểu phản ứng sinh học tự nhiên? Còn sống là còn thở, nó lại khác. Còn thở của người tập luyện nó khác, thở của người mà khí công yoga nó khác, cách thở của hành giả nó khác. Đấy, khác nhau nhiều lắm. Và mình thở ở đâu? Đấy, mình thở ở chỗ khói bụi, khí độc ô nhiễm nó khác nha. Và có thở ra mà quên thở vào cũng khác. Hơi thở gấp quá mình cũng sẽ mệt, khác. Hơi thở thông thả, tổng thả sâu chậm nó khác, nhớ nha. Cho nên từng hơi thở, từng cái ly nước mình uống cũng vậy, từng ly nước, từng hơi thở, từng cái miếng ăn đều ảnh hưởng rất lớn với toàn bộ cái đời sống của chúng ta. Đấy. Chưa hết, nó còn có cái còn ghê nữa. Từng cái cảm xúc buồn vui, từng cái giây phút thiện ác trong lòng của mình, nó có một ảnh hưởng rất lớn. Thậm chí nó là ảnh hưởng toàn bộ đời sống của mình. Đừng có coi thường cái buồn vui nha. Vì sao vậy? Bởi vì cái gì làm cho anh vui, cái gì làm cho anh phiền, cái gì làm cho anh buồn, cái giá trị của một con người nó tương đương với cái gì mà có thể làm cho anh ta vui và làm cho anh ta phiền. Cái câu này nhiều người không hiểu, hoặc là hiểu nhưng mà họ bị sốc nặng, mà đó là sự thật. Cái giá trị của một con người nó tương đương với cái gì mà anh ta thích, nó tương đương với cái gì mà anh ta ghét, nó tương đương với cái gì mà làm cho anh ta mỉm cười, và nó tương đương với cái gì mà làm cho anh ta chảy nước mắt đổ lệ. Nghe, tương đương. Nhớ cái đó. Cho nên từng giây phút buồn vui mình thấy nó không có đáng gì, nhưng mà sai. Anh vui trên cái gì nó làm cho anh vui? Tại sao anh thích đọc sách? Tại sao anh thích đánh bài? Tại sao anh thích câu cá? Tại sao anh thích ngồi thiền? Tại sao anh thích tụng kinh? Hả? Tại sao vậy? Cái thích, cái ghét của anh, cái buồn, cái vui của anh nó rất là quan trọng, bởi vì nó phản ảnh toàn bộ cái con người của anh. Nó phản ảnh một phần nào cái gọi là đời sống tâm sinh lý của anh. Sức khỏe anh sao đó anh mới cười được. Tôi thấy anh còn cười có nghĩa là còn khá. Sức khỏe anh ok, không? Cái tâm lý của anh nó phải làm sao đó anh mới cười được, nó phải ok tối thiểu ở cái mức nào đó anh mới có thể cười được nha. Cho nên tôi nhắc lại, từng cái hơi thở ra vào, từng cái miếng ăn, từng ly nước, từng cái nụ cười,
từng cái niềm vui, từng nỗi buồn, từng cái suy nghĩ thiện ác quán qua trong đầu nó rất là quan trọng. Vì sao? Vì nó là phản ảnh cái con người thật của mình, mà đồng thời nó còn là cái con đường dẫn ta về đâu đó. Tôi nói không biết bao nhiêu lần cái công thức sau đây trong Phật Pháp. Mỗi giây trôi qua, chúng ta đang kính đáo xây dựng một chốn về cho mình trong tương lai. Mỗi giây trôi qua, chúng ta đang kính đáo có mặt trên con đường dẫn về đâu đó. Cho nên trong cái bài giảng trưa nay, tôi đặc biệt nói nhiều về những nghi vấn từ. Đó là cái gì, tại sao, bao lâu. Tại sao chúng ta đi chùa? Chỉ trả lời để câu hỏi này không là các vị đã đi được một quãng đường rất xa trong cái hành trình tu học của mình. Tại sao mình đi chùa? Đi chùa để làm cái gì? Đi chùa để mà nhào xuống bếp nấu nướng dọn dẹp. Đi chùa để mà chạy vào trong thư viện mày mò ghi ghi chép chép. Đi chùa để kiếm một cái góc vắng ngồi thiền. Đi chùa để mà lên trên chánh điện xin xăm, để mà thắp hương, để mình đánh chuông, để mà cầu cẩn cái này cái kia. Đi chùa để gặp người quen, tán dóc. Đi chùa chỉ vì cái tình cảm riêng tư với tăng ni hoặc cùng một vài Phật tử thân quen nào đó. Như vậy chúng ta có nhiều cái lý do đi chùa lắm. Cho nên cái chuyện đầu tiên trong cái bài giảng hôm nay, tôi nói đến cái chữ cái gì là chỗ đó và tại sao. Khi mà đã hiểu cái gì rồi đó, tại sao mình phải đi chùa đó, đi chùa để làm cái gì và tại sao mình lại chọn cái đó, tại sao mình chọn cái đó. Là bởi vì hai lý do. Một là do cái tiền nghiệp quá khứ nó đẩy mình vô cái thế đó. Một phần nữa là cái tương lai của mình sau này nó ra sao là do chính mình bây giờ mình quyết định. Nhớ cái đó rất là quan trọng. Mình cũng muốn thấy người ta làm chùa, mình cũng bắt chước mình làm. Nghe nên mình Úc, mình Brisbane cũng muốn làm cái, nhưng mà hỏi chứ làm để làm cái gì. Ví dụ như vậy, tôi nói với tất cả cái tấm tình chân thành, nhưng mà sẵn nói hết. Thấy người ta làm cái chùa nhưng mà mình cắt xong rồi tăng ni có về đó hay không? Nếu không có tăng ni thì chị em anh chị em bạn đạo có thường xuyên đoàn kết, thường xuyên hợp mặt, thường xuyên làm những cái việc tích cực ở đó hay không? Hay là hợp mặt nếu mà phe phái? Chưa hết, cất một cái chùa, kể cả là mình là tăng ni nhưng mình sẽ sống ra sao trong thời gian ở đó? Mình có pháp học hay không? Mình có pháp hành hay không? Đừng có nói tới pháp hành nha, đừng có nói pháp hành, chứ pháp học pháp hành. Một cái chùa nó chỉ có giá trị khi mà nó có pháp học hoặc pháp hành, và tốt nhất là cả hai. Đấy. Còn một cái chùa hay là một cái màu áo tu sĩ mà thiếu một trong hai cái này thì cái chùa ấy, cái lá y ấy nó có giá trị gì, nó có ý nghĩa gì? Nhưng chưa vậy cho nên trong cái bài giảng này tôi chọn đề tài này, bởi vì là tôi cứ phân vân là mình giảng thì có ai hiểu không? Tại sao tôi bây giờ tôi rất có lý do là tôi giảng tôi phải mệt chứ mà ai nghe? Bao nhiêu năm giảng xong có giúp ích được gì cho thiên hạ không? Không hề có. Chỉ gây ra những cái rắc rối, sao chép, in nắng, rồi kinh doanh gì đâu không. Chứ không hề thấy có giúp đỡ được ai hết. Cho nên đó là cũng là một những lý do quan trọng mà coi như cái lớp kinh tạng mình coi như mình dẹp nó qua một bên. Nếu mà có trở lại đó là có lẽ trong một cái cơ duyên đặc biệt nào đó. Chẳng hạn như những lần chúng tôi về Calama thì mình sẽ có một cái lớp học ở đó, lớp kinh tạng. Dĩ nhiên là cái cách thức là lúc đó nó sẽ khác bây giờ nhiều lắm, khác nhiều lắm. Cứ là giờ nào thiền thì thiền, giờ nào học thì học. Chúng tôi muốn là có thể sẽ lập lại cái lớp đó, nhưng mà lập theo cái kiểu mới, nghĩa là không có thứ lớp từng bài nữa, mà từng bài thứ lớp ở trong kinh tạng nữa, mà là để ý cái buổi sáng thiền sư biến điện nói cái gì, thì mình sẽ có một cái bài giảng tương đương, một bài học kinh tạng tương đương vừa chánh tạng vừa chú giải về cái phần cái thiền sư mới nói buổi sáng. Mà đó là chuyện mai này, nhưng mà chuyện trước mắt chúng ta phải tự hỏi mình đi vào cái room này để được cái gì.
mình đi vào đây bằng cái tâm trạng gì, bằng cái mục đích, bằng cái ý hướng gì. Đấy, cái đó là lớn chuyện lắm. Lớn chuyện lắm. Đừng có nghĩ rằng đó là cái áo lam, áo vặt khách vặt hò, áo lục bình là Phật tử. Chưa chắc. Đừng có nghĩ bằng vào trong cái râm, đừng có nghĩ rằng móc cái cây bút ra ghi chép chép đã là người học đạo. Chưa chắc. Này, cho nên cái bài giảng tôi sau khi nhiều đắn đo đó, tôi quyết định trưa nay tôi nói về cái chữ tại sao và cái gì á, và cũng có một chút xíu tiếp nối cái bài giảng intensive ngày hôm qua cho lớp châu Âu á. Hôm qua tôi có nói thế này: mỗi cái thiện của mình á, nó là cái nền cho những cái ác, và mỗi cái ác nó làm cái nền cho cái thiện. Miễn là còn phàm phu. Nói tới nó mà không có giải thích á, thì bà con thấy lạ lắm. Ồ, vậy tôi khi tôi làm thiện nghĩa là nó là nền cái ác hay sao? Không, phải nghe giảng mới được. Phải nghe giảng cái này. Tôi đi chùa là lòng lành, đúng không? Giả định đi chùa là do lòng lành. Nhưng mà chính vì cái bản chất của tôi quá nhiều cái ganh tị, quá nhiều cái tị hiềm, tật đố, ghen ghét. Cho nên khi mà tôi làm phước, làm công đức trong chùa đó, tôi không có muốn ai hơn tôi hết. Tôi muốn tôi độc quyền. Tôi là thí chủ duy nhất. Trong cái bảng vàng bia đá sổ công đức là tên tôi phải đứng đầu. Một là đứng cái bảng chùa mấy cái bia bằng cẩm thạch chặt mệt tôi thôi. Và nếu mà lỡ khắc chung với ai đó là tôi phải khắc đứng đầu tiên. Hoặc là cái chỗ tôi phải chỗ trang trọng nhất. Chỗ trang trọng nhất, dễ nhìn đấy nhất. Các vị thấy chưa? Thấy chưa? Có nghĩa là chính vì cái bất thiện của tôi đó, nó mới khiến cho tôi có một cái thiện không giống ai. Tôi đi chùa là thiện mà. Tôi bỏ tiền đó, tôi bố thí là thiện mà. Nhưng mà cái thiện đó, nó được đặt trên cái nền tảng tâm lý của một người rất là nhiều và đố kỵ. Đó, như vậy trong trường hợp đó, mình thấy nó có cái mối quan hệ rất là chặt chẽ. Giữa cái thiện và cái ác, nó làm nền là nền như vậy. Rồi ngược lại, trong cái thiện đó, cái thiện của mình á là mình nó phải dựa trên cái nền ác của mình, và cái ác của mình á nó cũng dựa trên cái nền thiện của mình. Là sao? Có nghĩa là khi mình lẽ ra là mình xuống tay mình hại người 100%, nhưng mà nhờ mình có cái gốc thiện, có cái vốn thiện, cho nên là làm nó đã nghênh nư thì ngừng, không có làm nữa đó. Như vậy thì cái ác lúc này nó lại nhờ nó đứng ở trên cái thiện, cho nên nó cũng có chừng mực. Các vị nghe chưa? Cho nên mỗi giây phút buồn vui của mình trong đời sống, mỗi giây phút thiện ác của mình trong đời sống, nó có một cái mối tương quan rất là chặt chẽ. Tại sao tôi thích cái này mà tại sao tôi ghét cái kia? Dạ thưa, chính cái thích và cái ghét đó là câu trả lời. Khi mà tôi thích ấm thì tôi ghét lạnh. Khi mà tôi thích mát thì tôi ghét nực. Khi mà tôi thích khô ráo thì tôi ghét ẩm ướt. Mà khi mà tôi thích nước nôi thì tôi thích cái gì tôi ghét, tôi thích nước nôi thì tôi ghét cái gì mà nó cằn cỗi khô cạn nha. Tôi thích sáng thì tôi ghét tối, thích cứng thì ghét mềm, mà thích mềm thì ghét cứng, thích thơm thì ghét thối. Cứ như vậy toàn bộ đời sống của mình. Hễ mình thích cái này thì mình sẽ có một cái ghét ngược lại. Đó, cái gì đó rất là quan trọng. Cho nên hãy thường xuyên để ý xem tại sao mình thích cái đó, lý do tại sao, và cái thích đó nó sẽ dẫn tới cái gì trong đời sống của mình. Phải lưu ý cái đó. Rồi cái ghét cũng vậy. Mà ai làm được chuyện này đây? Chỉ có một người duy nhất có thể làm được chuyện này, đó là hành giả tứ niệm xứ. Hành giả tứ niệm xứ nói ra thì nó dài dòng lắm, nhưng mà cái chính cái chánh niệm nó giải quyết tất cả. Chính cái chánh niệm nó giải quyết tất cả. Buổi đầu là chỉ là làm gì biết đấy. Tôi nhắc lại, buổi đầu là cái niệm coi như là chủ yếu, không? Buổi đầu là cái chánh niệm gần như là chủ yếu, chỉ làm gì biết nấy. Nhưng về lâu về dài đó, ngày dài tháng rộng, khi mà chánh niệm nó vững rồi đó, không? Buổi đầu mình còn niệm theo giờ, có nghĩa là mình sẽ thiền tứ niệm xứ trong vòng 2 tiếng 3 tiếng, mình ngồi xong cái lúc này là chánh niệm, là mình nhào ra mình đi kinh hành thêm 2 tiếng 3 tiếng, ngoài cái ngồi với ngoài cái đi ra là mình tự do, cái đó chưa khác. Mà phải tới một lúc nào đó giật mình thức giấc, lập tức chánh niệm. Chánh niệm cho đến khi nào chìm vào giấc ngủ thì thôi. Mà hãy giật mình thức giấc là phải chánh niệm, biết rõ mình đang như thế nào, không có phân tích,
không có chọn lựa, không kiếm tiền, không trốn chạy, không tống khứ, không nghinh đón bất cứ cái gì hết, không có. Trước đây thì tôi nói trước đây mình cứ tìm cơ hội để mình làm phước, còn bây giờ thì không, bất cứ phút giây nào cũng là cơ hội công đức hết, bởi vì cứ chánh niệm là công đức, đi vào cầu ngồi cũng là công đức, xúc miệng đánh răng cũng là công đức, không, miễn là làm trong chánh niệm. À, cái đó là cái quan trọng. Từng phút trôi qua được mình tận dụng, khai thác triệt để và rốt ráo bằng cái chánh niệm, rồi sẽ có một ngày trên cái nền tảng chánh niệm ấy cái trí tuệ nó mới bừng lên. Còn cái ngày đó là ngày nào thì ok, là sao tôi nói được, ai biết cái ba la mật của các vị tới đâu, cái ba la mật của mình nó dày hay mỏng. Có nhiều người đó ba la mật đủ rồi, nhưng mà nó chưa tới cái lúc mà nó phát huy hết mức. Thí dụ như ngài Sa La Phất, khi mà ngài gặp ngài A Sa Chí, tức là ngài ba la mật của ngài xong rồi không cần bổ túc gì nữa hết. Nhưng mà lúc đó, trước khi mà ngài gặp ngài A Sa Chí, ngài hoàn toàn ngài không biết gì hết, ngài đi theo ngoại đạo. Không? Tới lúc mà ngài gặp ngài A Sa Chí đó, 2 phút thì ngài cũng không biết cái gì hết. 2 phút. Tới lúc ngài gặp ngài A Sa Chí rồi, nghe một câu nói rồi, vạn pháp do duyên mà có, vạn pháp do duyên mà mất. Không? Thì khi mà ngài nghe được cái câu đó rồi đó, thì ngài đắc tu đà Phật, cái tầng thánh đầu tiên vĩnh viễn từ đây về sau không còn coi cái thân tâm này là tôi, là vợ của tôi nữa. Không? Không còn hoang mang nghi hoặc về cái thế giới, về bản thân, về con người, về vạn loại chúng sinh hữu tình trong vũ đời này nữa. Nhưng mà đủ chưa? Chưa. Ba la mật thì xong rồi đó, nhưng mà cái hành trình này chưa, phải 1 tháng sau trong hoạt hầu đức Đức Phật. Xin lỗi. Một tháng sau trong lúc mà hoạt hầu Đức Phật nghe Đức Phật thuyết pháp cho người khác, thì ngài mới đắc A La Hán. Thấy chưa? Cho nên ba la mật đầy đủ như vậy, nhưng mà nó phải có một cái lúc, cái khi, cái thầy, cái thời buổi nào đó thì nó mới là đủ duyên, nó là cái duyên kết, duyên cuối cùng đó, đủ để cái ba la mật kia nó phát huy hết cái công suất. Ở đây cũng vậy, cứ sống chánh niệm, không có cầu mong đắc chứng cái gì hết. Nhớ nha, trong cái chánh niệm nó không có cái cầu mong nha. Chánh niệm là có cái gì biết cái đó, có thiện biết thiện, có ác biết ác, có buồn biết buồn, có vui biết vui, thì làm gì có cái cầu mong. Nó quẩn, nó có cái cầu, còn này không có cầu. Cứ sống chánh niệm rồi sẽ có một ngày tự nhiên cái mình lần lượt mình đi qua những bước rất là ngoạn mục. Cái người mà gọi là bậc, cái bậc tóc chính ấy, thì những cái bước đó nó chỉ thu gọn trong có một nháy mắt. Còn cái người mà gọi là độn căn ấy, thì cái hành trình tu chứng nó chậm lắm, nó phải chia ra nhiều giai đoạn. Nhớ nha, chia ra nhiều giai đoạn. Cho nên nhiều người hôm nay ấy, cứ đọc sách về 16 cái tuệ, rồi 9 cái tuệ, 10 cái tuệ, 12 cái tuệ, rồi cứ ngồi cái tưởng tượng là ôi, tất cả ai đắc cũng phải đi qua mấy cái tuệ đó, giống như 12 cái lớp phổ thông đầu đời vậy đó. Cứ lớp 1, lớp 2 không phải. Đối với cái bậc mà thượng căn tốc trí, tốc chính, người ta không có phải đi với kiểu mà lòi, mà dò dẫm mò mẫm từng bước vậy, mà tất cả đi trong cái nháy mắt là xong. Còn đối với cái người chậm á, thì mới có cái chuyện phân tích như vậy. Lúc nào là thấy sợ hãi trong danh sắc, lúc nào là thấy chán nản trong danh sắc, lúc nào là lúc thấy thờ lạnh lùng dửng dưng trong danh sắc, lúc nào. Còn đối với bậc thượng trí, thượng căn, tốc trí, tốc chứng, người ta không có làm vậy. Người ta không có vụ mà 8 tuệ, 12 tuệ gì là không có. Nhớ nha, cái đó nhớ cái đó. Và tôi quay trở lại cái nội dung chính của bài giảng, đó là cái gì và tại sao. Tức là chỉ có người sống tứ niệm xứ đó thì mới biết cái gì nó đang diễn ra. Tôi nói toàn bộ pháp môn tứ niệm xứ, nó chỉ có cái hao và cái quát. Hao có nghĩa là biết rằng mình đang như thế nào, đang đi, đang ngồi, đang đứng. Biết rõ. Còn cái quát là biết rõ rằng cái gì nó xảy ra trong lúc đó. Tôi đang đi mà tự nhiên tôi có cái, có
có cái tâm trạng gì vậy ta? Ok, tâm sanh. Đang ngồi mà có một cái tâm trạng gì đó xuất hiện. Đây là bủn xỉn, đây là ganh tị, đây là tham, đây là thiện, cái này là đức tin nè, cái này là tinh tấn nè, cái này là trí tuệ nè, biết thấy thấy rồi biết. Nhưng mà biết như vậy rồi thôi, rồi tiếp tục ghi nhận coi cái gì nó đang xảy đây. Nhớ nha, đời sống tứ niệm xứ chỉ có làm hai việc thôi, đó là biết rõ cái hao và cái quát, biết rõ mình đang như thế nào và cái gì nó vừa xảy đến. Nhớ cái đó. Buổi đầu á thì mình không có đủ bén, buổi đầu mình không có đủ bén, mình thấy mọi cái nó đang có mặt, nó đang xảy đến cái gì đó, nó vừa xanh thì nó đang có mặt rồi thì nó biến mất, không xuất hiện rồi có mặt rồi biến mất. Nhưng mà sẽ có một ngày mình sẽ không còn thấy nó lê thê như vậy, mình thấy mọi thứ nó đang biến mất, và cuối cùng mình thấy rằng mọi thứ nó vừa biến mất. Lúc đó là lúc chuẩn nhất. Khi mà mình thấy được nó vừa biến mất là lúc nó chuẩn, là lúc nó không còn thấy nó xuất hiện nữa, mà chỉ thấy nó vừa biến mất, thấy rằng tâm tham nó vừa biến mất, cái tâm sân nó vừa biến mất. Biến mất có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mình thấy nó đã trở thành quá khứ rồi. Người học Abhidhamma nghe này nha, mọi thứ luôn luôn là phải được ghi nhận là nó vừa biến mất. Mình thấy nó có nghĩa là một cái tâm khác xuất hiện để ghi nhận cái vừa rồi. Cái vừa rồi phải nhớ cái đó. Trong Abhidhamma không bao giờ có cùng lúc hai cái tâm, tâm A đứng ngó và tâm B đứng núi này trong núi nọ, không phải, không có cái vụ đó. Trong Abhidhamma là khi mà có một cái tâm bất mãn nó xuất hiện, đó là tâm sân. Và khi mà có một cái tâm ghi nhận đây là tâm sân, thì tâm sân ngay lúc đó nó đã biến mất, nó nhường chỗ cho cái tâm ghi nhận nó có mặt, đó là tớ theo Abhidhamma nha. Cho nên là hành giả rút ráo, hành giả thấy rằng tâm sân của mình vừa biến mất, tâm tham vừa biến mất. Nhớ cái đó nha. Thì hôm nay cũng muốn bàn sâu về cái chữ tại sao và cái gì và tại sao, là để mình bàn sâu về cái kiểu sống, kiểu ăn ở mặc, giao tiếp, kiểu học, kiểu hành, kiểu tu của mỗi người. Chúng ta mỗi người có một cái thân phận riêng, chúng ta đến đây bằng một cái hành trình riêng, chúng ta có một cái duyên nghiệp, chúng ta có một khuynh hướng tâm lý riêng nha. Cái đó là cái riêng. Nhưng mà cái điểm chung của chúng ta là cái gì? Là đều sinh tử giống nhau, đều là phàm phu giống nhau, và đều là đau khổ giống nhau. Đó là điểm giống. Nhưng mà nó khác nhau ở chỗ là cái nhận thức của mỗi người về bản thân và về cuộc đời không giống nhau. Có người họ không quan tâm lắm cái chuyện chết rồi đi về đâu, nói họ vô thần, nói họ di vật sao đó thì cũng được. Nhưng có, tôi biết ngay trong số những người mà trên đầu thờ Phật á, thì vẫn có cái thái độ đó, vẫn không hiếm người tôi biết á, tôi quen á, có thái độ đó. Nói thờ Phật nhưng mà không có quan tâm lắm cái chuyện đời sau kiểu khác, họ chỉ nói chuyện trước mắt, sống sao nó vui. Cái người hạ căn á, thì sống sao nó vui, sống sao như mình thích thôi, đó là hạ căn. Cái bậc trung căn á, là sống sao mà thiện, sống sao đừng có ác, đừng có bất thiện, đó là bậc trung căn. Còn cái bậc thượng căn á thì luôn luôn sống trong một cái nhận thức rốt ráo rằng thiện ác đang có mặt, thiện ác đang mất đi, đó là bậc thượng căn. Bậc thượng căn họ không có còn quan tâm đến cái thiện ác, họ chỉ biết rằng cái ác vừa biến mất, cái thiện vừa biến mất thôi, chứ họ không có ghê, chứ không có chìm sâu như ngày hai. Cạn trung căn mà ăn rồi sẽ cắm đầu đi làm từ thiện, đi cúng dường, đi bố thí lung tung hết, cái đó là bậc trung căn. Còn cái bậc hạ căn là chỉ có quan tâm đến thích ghét buồn vui thôi nha. Còn cái bậc trung căn là đi cầu tìm công đức, làm được nhiều nó vui, và cái hạng này rất là dễ bị tổn thương nha. Làm phước rồi gặp họa cái là lòng không có vui, và cái niềm tin nó bị dao động. Làm phước mà gặp họa là tự nhiên cái là nó dao động liền. Mình đang sống bằng lòng lành mà sẽ gặp toàn cái dân trời ơi không, sốc. Làm phước mà gặp họa không à, sốc. Mình là bạn tốt mà sẽ gặp toàn là người hèn, người xấu không à, sốc. Mình đem cái tính tâm của mình vô, mình quỳ, mình lạy cúng dường mấy ông mấy bà, mà bây giờ ông bà không có xứng đáng như mình nghĩ, sốc.
đó là hạng hai. Còn hạng ba thì không. Cái gì cần làm thì làm. Chúng ta phải nhớ thế này. Cái việc cần làm nhất trên đời này là cái gì? Đó là việc thiện trước mắt. Cái đối tượng mà xứng đáng nhất để mình làm việc thiện đó là gì? Là đối tượng trước mắt. Cái thời điểm mà quan trọng nhất để mình sống thiện là gì? Đó chính là thời điểm trước mắt. Tại đây và bây giờ. Đó. Nói như vậy không có nghĩa là tôi phủ nhận cái chuyện cái vị cúng dường Katina, phủ nhận cái chuyện cái vị ở Biển Độ không. Nhưng mà tùy duyên. À, tùy duyên. Cái quan trọng nhất là ngay bây giờ và tại đây. À, biết rõ cái gì đang xảy ra. Đó chính là cái hành trình mà tu học rốt ráo nhất mà đúng với lời Phật nhất. Chính Đức Phật kêu gọi mình trong kinh Đại Bát Niết Bàn Trường Bộ, chính Ngài kêu gọi mình, Ngài dạy rằng hãy tự làm hải đảo tựa nước bằng cách là tu tập bốn niệm xứ. Xem lại trong kinh Đại Bát Niết Bàn có đúng như vậy hay không, hay là tôi nói trong Đại Bát Niết Bàn dạy như vậy, hãy tự làm cái hải đảo nương tựa cho chính mình, không nương tựa một cái gì khác. Đó chính là tu tập bốn niệm xứ nha. Tu tập bốn niệm xứ thì ngay trong, tôi đã nói ngay trong cái chuyện ăn diện mặt của mình á, cái chuyện ăn diện mặt của mình, tại sao mà mình ăn cái đó, và cái đó, cái món đó nó có hại có lợi gì cho sức khỏe của mình. Chuyện ăn uống rất là quan trọng, rồi chuyện hít thở, rồi những cái suy nghĩ trong đầu của mình. Chỉ có đời sống chánh niệm chúng ta mới liên tục nhận ra cái gì nó diễn ra trong cái sinh hoạt của mình, trong cái đời sống thường nhật của mình mà thôi nha. Từng cái ăn, cái mặt, hơi thở, từng cảm xúc buồn vui, từng cái tư tưởng thiện ác, tất cả. Rồi nói xa hơn, rộng hơn, nôm na, ví von hơn, đó chính là những sinh hoạt lớn. Ví dụ như mình đi chùa, mình đọc kinh sách, mình nghe băng giảng, gặp gỡ tăng ni, cúng dường, bố thí, phục vụ, công đức, công quả. Thì tự hỏi mình vậy chứ, là mình làm những cái đó với mục đích gì? Mình phải biết chứ. Mình phải biết. Nếu mà mình không phải là mình ăn rồi mình đi để ý cái chuyện xấu thiên hạ, mà cái chuyện quan trọng nhất là mình nhìn mình trước cái đã. Mình nhìn mình, cái đừng nhìn ta, nhìn mình trước. Mình nhìn mình coi có mình nghĩ gì về cái đời sau kiếp khác. Tôi nói một lần nữa, tôi không hề kêu gọi quý vị phải quy y Tam Bảo. Tôi cũng không hề kêu gọi các vị phải tin có kiếp trước kiếp sau. Tôi chỉ nói chuyện để các vị tự lựa nha, chứ tôi không có cái chuyện, tôi không khoái cái chuyện mà nhồi sọ tiên truyền tẩy não luôn. Cái chuyện đó nó tào lao lắm nha. Tôi chỉ nói cho bà con nghe là tại sao và cái gì, tại sao mình sống thiện, tại sao vậy? Thứ nhất, mình sống thiện không phải là vì ai, mà bởi vì mình là ai, chứ không phải là vì người khác. Mà cái thứ đó là nói về cái đầu tiên, nói về cái nhân thiện đó. Chúng ta làm thiện không phải là vì ai, mà vì chúng ta là ai, cho nên chúng ta mới làm thiện. Sẽ có một ngày chúng ta thấy rằng chúng ta làm thiện đó, nó cũng không phải là vì cầu công đức, mà bởi vì chúng ta không thể sống ác. Thí dụ như trước một cái cơ hội để làm bố thí, thì mình bố thí không phải để mình cầu công đức, không phải bố thí để cho người ta thấy, để người ta khen, người ta nể, người ta ngưỡng mộ, người ta ghen tị. Mà lúc bây giờ mình bố thí là chỉ vì cái lòng từ bi của mình, cái niềm tin của mình nó thúc đẩy mình làm chuyện đó, chứ không phải là mình vì cầu mong cái gì hết mà tự nhiên nó trào ra. Tại tại sao mình phải ngồi lên mình ngồi thiền, tại sao mình phải đi đứng trong chánh niệm, là bởi vì lúc đó chính mình, lúc đó mình thấy mình không thể sống thất niệm. Sẽ có một ngày có thể sống thiện, chỉ đơn giản là vì không thể sống bất thiện. Thì cái đó mới là cái mà tôi muốn nói. Đó. Còn làm thiện mà còn làm cái kiểu mà đặt điều kiện, làm thiện mà cái kiểu trả giá, kiểu mà chạy búa đó là chưa khác. Đó. Nhưng mà sẽ có một ngày các vị không thể sống thất niệm, cho nên phải sống có chánh niệm. Sẽ có một ngày các vị không thể nào mà buông cái lời ác ngữ, ác khẩu nói người khác được, mà quý vị chỉ có một cái chọn lời duy nhất là nói cái lời cam ngôn mỹ từ, cái lời mà nó được thúc đẩy bởi trí tuệ, bởi từ bi. Bởi vì một cái câu nói thiện ngôn nó phải gồm các cái điều kiện sau đây. Một là atthavadi, có nghĩa là cái lời nói nó phải có cái lợi ích, phải có cái ý nghĩa giúp người, giúp mình, thì cái đó mới gọi là lời thiện ngôn.
Atavadi. Thứ hai nó gọi là ca, gọi là ca nó ra đi, tức là cái lời đó nó phải là nó đúng lúc. Thứ ba đó là phu nó ra đi, cái lời nó là phải là lời chân thật, là nó đúng sự thật. Nhớ nha. Như vậy thì một cái câu nói thiện ngôn, chuyện đầu tiên là phu nó ra đi có nghĩa là nói đúng sự thật, thứ hai là áp nó ra đi có nghĩa là nó có lợi ích, bởi vì cái nó cũng đúng sự thật nhưng nó không cần thiết. Ví dụ mình ăn, mình gặp nhau, mình bàn về ba cái bùa chú phong thủy võ thuật khí công, bàn về thời trang, bàn về tình hình thế giới kinh tế chính trị, mấy cái đó cũng là cái có thật chứ, cái có thật chứ. Đó là những cái đang diễn ra, những cái nó làm nên cái diện mạo của thế giới trong từng giờ mà nó có, nó là bu tới ba đi đó, nhưng mà nó không có ách tới ba đi, nó không lết cho cái đời sống tâm linh tinh thần của mình. Như vậy thì mình muốn nói cho cái lời với chuyện đầu tiên là phải nói đúng sự thật, bhu tó va đi. Cái thứ hai đó là phải là ách tó va đi, phải nói lời ích, cái lời mà nó dẫn đến một cái lợi lạc cho đối phương. Nhưng mà cái thứ ba nó cũng quan trọng không kém, đó là ca lá va đi, phải nói đúng lúc. Tôi có gặp không ít người có một thói quen lạ lắm, không biết nói là thấy ghét hay là dễ thương, mình không nói được. Tức là quá giản, đầu óc đầu cổ tóc tai đầy đủ, mà cứ gặp ra là cứ đè nó ra là giảng đạo, để chị nói cho em nghe, để chú nói cho cháu nghe, là mình không biết người ta có sẵn sàng nghe hay không mà cứ đè ra mà giảng. Thì cái đó gọi là không phải là kalavadi, có nghĩa là mình không phải là bậc hiền trí. Có được bảy cái pháp hiền trí đó. Một là tri nhân tri quả. Tri nhân có nghĩa là nhìn cái chuyện nó biết nó sẽ dẫn về đâu. Tri quả là nhìn cái này biết nó từ đâu nó tới. Tri kỷ là biết rõ mình cần phải bổ sung, cần phải sửa chỉnh cái gì, cần thêm, cần bớt cái gì. Còn tri bỉ là biết đối tượng trước mặt mình là ai, để mà mình liệu về nói năng cư sĩ. Tri hội là biết cái hội chúng này nè nó như thế nào, để mình làm mình sống như nó phải phép. Tri thời nghĩa là cái lúc này làm được cái gì và lúc này không nên làm cái gì. Còn tri độ có nghĩa là biết chừng mực, biết cái chừng mực. Chuyện không nên làm thì không làm, đúng, nhưng mà trong cái chuyện nên làm nó cũng phải biết chừng mực, biết cái giới hạn tới đâu đó là maximum, điểm dừng của nó. Chứ không phải mình nói cái chuyện nó hay rồi thì cứ làm được là làm là sai. Bởi vì có nhiều cái chuyện ấy, nói ra thì nó hay đó, nhưng mà khi làm thì nó hay đó, nhưng mà thêm nữa thì nó hết hay rồi. Giống như mình nói pháp cho người khác nghe đó là chuyện tốt, nhưng mà trong một cái thời điểm, trong một cái bối cảnh, trong một cái không gian, một cái trường hợp, một cái điều kiện, một cái dịp nào đó thì ok. Nhưng mà cứ mà tràn lan ở đâu mà cũng ngồi mình nè ta ra, mình ngồi mình giảng đó, thì nó kỳ lắm. Cho nên cái chuyện mà tu hành đó, làm lành đánh dữ, chúng ta cũng phải nhớ buổi đầu, nhớ những cái bước sau đây. Buổi đầu thì chúng ta gọi là còn thiết tha, còn cầu cái công đức, còn cái thiết tha làm là phước này phước kia để đời sau kiếp khác được quả báo nhân thiên. Nhưng mà sẽ có một ngày đó thì chúng ta thấy rằng còn quẩn quanh trong các cảnh giới nhân thiên thì cái khả năng xa đọa còn cực lớn, không? Cho nên là sẽ có một ngày chúng ta thấy rằng cái đời sống an lạc nhất của một người đó chính là đời sống chánh niệm. Bởi vì mà nãy tôi nói là tôi đi luôn, tôi quên quay lại đó. Tại sao chúng ta phải sống thiện? Là bởi vì chuyện đầu tiên chúng ta không thể sống ác. Sẽ có một ngày chúng ta thấy rằng chúng ta sống ác đó, không có khả năng đó. Sống ác nó không có an lạc, đúng. Mà nó cũng phải là con người của mình. Cứ một phút sống thiện, chúng ta ai được an lạc một phút. Đó là nói hiện tại. Còn cái chuyện mà quả báo ứng đời sau thì xa xôi lắm. Xa xôi lắm. Bây giờ tôi bắt cái gì phải tin là làm phước kiếp này thì kiếp sau được, tôi không có muốn nói cái đó. Tự nhiên bây giờ tôi di vật, tôi vô thành người nào tôi cũng hay nữa, cho nên bây giờ tôi không muốn nói cái đó nữa. Tôi chỉ nói vắn tắt, đó là anh là ai thì anh mới sống thiện được. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, còn cầu cái quả sinh tử tốt hơn là đoạn kiến, đúng. Nhưng nó còn có một chỗ khác cao hơn phải đi, đó chính là sẽ có một ngày mình thấy được cái bất thiện cũng là tu, nhận diện được cái thiện nó đang có mặt cũng là tu. Đó
mình tu sẽ có một ngày tu toàn rồi bằng cái chữ cũng thôi, tu còn tu toàn là chữ cũng. Như trong thời điểm này có người hỏi tôi chứ đạo Phật nếu gom là trong một chữ vừa nghĩa lý hành trì nhận thức gom trong một chữ thì sư chịu lừa chữ nào? Tôi nói tôi thích nhất chữ cũng. À, nhưng mà chữ cũng phải giải thích. Cái cũng thứ nhất là mình thấy được rằng đó, thích ghét buồn vui gì thì nó cũng, cũng là vô ngã vô thường, cũng là do các duyên mà có. Cái cũng thứ hai đó là giàu cho phước báo nhiều cách mấy, có về cái cảnh trời nào đi nữa rồi cũng có lúc nó đi xuống. Mà nên mà chỉ có bậc thánh đó, thì cái ngày mới chán cái cũng. Mà trong ngôn ngữ trong tiếng Việt mình biết cái chữ, nếu mà chữ hiểu cái chữ cũng đó mà mình để cho rốt ráo đó. Chữ cũng có đồng nghĩa với vô số vấn đề, với vô số hệ lụy. Các bạn biết chỉ cần có chữ cũng là hãy mệt rồi, không chữ cũng là mệt lắm. Cho nên là thiện thích ghét buồn vui cũng đều vô thường, mà thiện hay là ác thì nó cũng là cái nhân sanh tử. Và cuối cùng cái thiện hay cái ác nó cũng đều là luôn luôn sanh diệt. Phải thấy được ba cái cũng đó nhớ, thấy được ba cái cũng đó, thấy được ba cái cũng đó. Cái cũng đầu tiên là thấy rằng thích ghét buồn vui đều là vô thường. Cái cũng thứ hai là thiện ác nào cũng là cái nhân sanh tử. Và cái cũng thứ ba là cái nào cũng đều là sanh diệt. Thì sẽ có một ngày hành giả mới thấm ra một điều, không phải là mình tu cao rồi mình chê công đức, không phải, sẽ biết. Cái đó là đoạn kiến nha, không phải chê. Không phải tu lâu rồi cái mình bất chấp thiện ác, sai. Cái đó là đoạn kiến, không phải. Mà lúc bây giờ là mình thấy tụi nó nằm trong một cái chữ cũng đó, nghĩa là vẫn tiếp tục hành thiện lánh ác nha. Nhưng mà hành thiện lúc bây giờ không phải vì cầu cái quả nhân thiên sanh tử, mà vì mình không thể sống ác. Giống như một cái đứa bé nó ăn dơ, nó ăn là nó bôi tùm lum lên mình, lên áo nó, rồi khi nó bị la đó thì nó bắt đầu nó ở sạch, nó không dám bôi nữa, bắt đầu nó ăn dơ rồi nó chạy ra, nó đưa cái tay nó cho gì đó, cho má nó rửa, nó dập. Nhưng mà nói vậy chứ lúc đó nó cũng chưa ý thức cái giờ là cái gì. Chưa. Sẽ có một ngày khi nó 10 tuổi, 12 tuổi, 15 tuổi, 18 tuổi. Lúc đó có năn nỉ nó giờ cũng không nổi. Cái kêu mà nó ăn mà nó cầm dính đầy rồi bôi lên mình, rồi bôi lên áo là nó làm nổi. Sẽ có một ngày nó ở sạch, không phải là vì nó sợ bị la. Nó ở sạch không phải là vì nó muốn được khen. Mà nó ở sạch là bởi vì nó không có khả năng ở dơ nữa. Nó không có cái điều kiện tâm lý cho nó ở dơ nữa. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm. Thì thử hỏi hôm nay mình đi chùa mình coi mình nuôi cái hạng nào trong những cái hạng mà chúng tôi. Cái chuyện thứ nhất, mình có đúng là làm lành lánh dữ chưa? Chưa chắc. Chưa chắc là có gì. Cái hạng đầu tiên đó là mình có đúng là cái hạng người mà biết làm lành lánh dữ không? Chưa. Vì sao? Vì cái định nghĩa của mình về cái chữ lầm và chữ dữ này đó, nó còn cạn và nó còn hẹp dữ lắm. Lầm lầm là sao? Mình hiểu lầm đây có nghĩa là phải bố thí, cúng dường, tụng kinh, ngồi thiền, phục vụ, lao dịch, chấp tác cho tam bảo đó mà là lầm. Hiểu vậy thì nghèo quá. Mà mỗi cái suy nghĩ làm, mỗi cái suy nghĩ mà có từ bi trí tuệ tham nhẫn thiền định chánh niệm trí tuệ thì mỗi cái suy nghĩ đó mình là làm. Chứ còn mình chỉ đây gói gọn trong một số cái sinh hoạt nhất định nào đó rồi gọi đó là làm thì nghèo lắm, cái gì đó là nghèo lắm, nhớ nha, rất là nghèo. Như vậy thì chuyện đầu tiên á thầy là mình có phải là cái hạng mà biết làm lành lắm chữ chưa, là mấy cái chữ lành dữ mình định nghĩa chưa có đúng mà. Mình có hiểu lầm, nghĩa là mình moi ra một số cái chuyện mà làm ai cũng thấy. Tôi thấy cái hình như cái đó hơi nhiều. Rất là nhiều Phật tử của mình là họ cứ hiểu làm lành có nghĩa là làm phước, làm công đức. Mà họ cứ là làm những cái gì mà người khác thấy thì cái đó mới đáng kể. Họ quên một chuyện rất là quan trọng. Cái lòng lành đó là cái mà thấy. Mà cái đó mới là cái nguồn cội của vạn pháp lành nha. Cái lòng lành mới là quan trọng. Còn họ hiểu cái chữ lành này có nghĩa là cái chuyện gì hay ho mà ai cũng thấy đó. Còn cái nội tâm của mình đó, nó như con dầu gì không sao hết, ganh tị, ghen ghét, tị hiềm nó không sao hết. Cái quan trọng nhất là năm nào gia đình tôi, bản thân tôi cũng làm thí chủ năm chùa, ba chùa chẳng hạn, đi đâu cũng thấy là
bản vàng bia đá sổ công đức là gia đình tôi đứng đầu. Cái đó là mình làm, làm đường, làm cổng, làm tượng, đúc chuông, in sách, cái nào cũng phải chừng 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 ương cái tên tuổi của tôi, của gia tộc tôi, người thân tôi, thì cái đó mới là làm. Đa phần mình tưởng mình tự biết nghĩ như vậy đó, mà nói ra thì chối, đâu có ngu như vậy, nhưng mà thật đó, mình đa phần 99% là mình hiểu cái chữ lành ở đây có nghĩa là những cái việc thiện mà ai cũng thấy, còn mấy cái mà người ta không thấy thì mình cũng làm, tại vì đối với mình nó có thể là nó không có lành lắm, nó cũng lành, mình cũng còn hơi cứ vá víu chút định, vá víu chậm chiếu. Trong khi đó cái lành ở đây nó phải là ba nghiệp thân khẩu ý, mà cái nghiệp ý đó là gốc, nó là gốc của hai cái nghiệp kia, nhớ nha. Cho nên cái chuyện đầu tiên là quý vị tự hỏi lòng mình bản thân mình có phải là cái người mà làm lành. Một câu này là thấy đủ mệt rồi nha. Mình chưa phải là người làm lành lắm chứ, bởi vì làm lành đến đây là mình phải làm ngay cả trong những cái việc vô danh không ai thấy, đó là làm lành. Còn lắm dữ là sao? Lắm dữ đây không có phải dữ để mình định nghĩa ngộ lắm. Dữ đây có nghĩa là phải là đốt nhà, cướp của, giết người, giật chọc, róc sách, móc túi, lừa đảo, lật lọng. Những cái gì mà pháp lực có thể sờ gáy được, cái gì mà cảnh sát công an thấy được, cái gì mà bị xã hội lên án thì cái đó mới gọi là ác. Hiểu vậy thì nó nghèo lắm. Hiểu vậy là còn lâu mới đắc đạo được, bởi vì những cái ác mà những cái điều dữ, những điều ác, những điều xấu mà để cho người ta thấy được nó mới là ác, vậy là tiêu rồi. Cái đó mới là thiện ngoài da chứ quý vị. Thiện ngoài da mới là cái ác ngoài da thôi. Cái ác bên trong tủy, trong xương đó, cái đó mới là rốt ráo nha. Thì cái thiện cũng vậy, cái thiện nó thiện trong tủy, thiện trong xương kìa. Chứ còn cái thiện ác mà mình định nghĩa đó, giờ mình hiểu đó là toàn là ngoài da không à. Ngoài da là sao? Ngoài da cứ nghĩa là cái mà thiên hạ ai cũng thấy, xã hội thấy, pháp luật thấy, chính quyền thấy, dân chúng thấy, bàn dân thiên hạ thấy. Thì cái đó thì mình mới kể vậy làm được. Như vậy thì ngay trong cái hạng đầu tiên là làm lành lắm dữ là mình đã hiểu hết rồi. Thì nói chi là cái hạng hai. Cái hạng thứ hai là mình thấy rằng nó làm lành lắm dữ, làm lành là bởi vì tôi làm lành lắm dữ, bởi vì tôi lắm dữ. Chưa, tới cái hạng thứ ba mới khác. Lìa bỏ cái ý niệm ngã sở, ngã và ngã sở. Không còn cái ý niệm mà tôi hay là của tôi thiện tôi ác nữa, mà lúc đó chỉ có ghi nhận thiện vừa mất, cái ác nó vừa mất, hoặc là cái thiện nó đang có mặt, hoặc là cái ác nó đang có mặt, chỉ ghi nhận như vậy. Thì cái thiện lúc bây giờ nó mới là rốt ráo. Rốt ráo. Và cái chuyện làm lành lắm giữ lúc này nè, nó mới đúng là rốt ráo nha. Còn không thì coi như mình toàn là tu ngoài da không, mà tôi đã nói rồi, tu cái gì thì đắt cái đó. Tôi đã nói không biết bao nhiêu triệu lần, triệu lần tôi nói mình tu cái gì thì mình đắt cái đó. Mình tu mà mình chỉ biết niệm công mà cái đầu mình nó rác không thì mới mốt mình đắt nguyên cái mỏ của mình. Là mình đắt thì không có thấy, nhưng mà đẻ ra là nguyên cái mỏ, giống như là cả tiếng vua và cái gì cũng phải đắt cả đủ rồi. Nguyên cái mỏ nó từ lư mà hình bông sen vậy đó. Mình chỉ biết đọc thôi, mà trong cái tâm mình thì bất thiện dày này vậy. Miệng thì đọc, mà cái lai con mắt thì nó lườm lườm, liếc liếc, thấy thấy, quýt quýt, môi má trề biểu tùm lum hết. Trề môi biểu môi, khinh bỉ người khác, tị hiềm người khác, ghen ghét khinh bỉ người khác. Thì cái đó là mình mới tu ngoài miệng thôi, thì mình tu dùm đắc cái đó thôi. Tu ngoài da thì mai mốt rồi chỉ đắc ở ngoài da. Nó nói là ngoài da của nó đẹp vậy thôi, chứ trong nó bệnh nan y không có tận. Có nhiều người mình đi tận nơi tụng đám, mình thấy họ chết mình tiếc, da dẻ hồng nào vậy đó, mà nó bị ung thư trong, làm lẹ lắm, ung thư đâu có thứ tư thứ sáu chết ngắt. Coi như là nó chỉ đẹp có ngoài da, mà trong thì nó lầy ở trong. Cho nên mình tu cái gì thì mình đắc cái đó. Mình tu cái đầu mà đắc cái đầu, tu ốc thì đắc ốc, mà tu tủy, tu xương thì đắc tủy, đắc xương, mà tu ngoài da thì nó đắc ngoài da. Thì những cái việc mà mình thấy mà mình hiểu cái chữ thiện ác, mà hiểu được nghĩa lớt lớt, phất phất, tôi bóc cái mình được chứ bên ngoài. Tôi biết tôi nói gì, những người mới tin, những người mới tin đó, ông nói như hơi quá lời, tôi chứng minh, chứng minh. Nếu mà các vị không có sống chánh niệm, nếu mà các vị không có trí tuệ, không có đời sống tham nhẫn, không có tự tâm, thì cái chuyện mà quý vị làm được nó chỉ là bố thí và phục vụ thôi quý vị. Tôi nói cho quý vị nghe, nếu mà những cái giá trị tinh thần tâm linh
tinh thần mà không được lưu ý, mà chỉ lo hình thức không, thì tôi không phủ nhận những bố thí nha, tôi phủ nhận. Nhưng mà coi chừng tu đó là tu gia, nghĩa là mình tu những cái mà người ta thấy, thì mai mốt cái mình được cũng toàn là mấy cái người ta thấy không. Mà thí dụ như là người ta thấy mình giàu nè, người ta thấy mình đẹp nè, răng đẹp, trán đẹp, mũi đẹp nè, tôi thấy mình có cái âm thanh tiếng nói hay nè, dáng đi đẹp nè, nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con ngoan nè, đó là những cái mà người ta thấy. Còn những cái bên trong, cái khả năng mà lìa bỏ phiền não, khả năng mà đắc thánh, khả năng mà thấy được 4 đế, 12 duyên khởi, khả năng đó mình có. Tại lý do xưa mình chỉ tu toàn là cái vỏ ngoài không, mình tu kiểu bánh cam, biết tu bánh cam không? Nói bánh cam cũng thèm lâu lắm rồi, tôi cũng không có còn nhớ cái mùi của nó. Mình nhớ trên đời nó tồn tại một cái bánh cam, cái bánh cam là cái ruột nó rỗng mà nó toàn ở ngoài không, nó rắc mè với đường đó. Tôi bánh cam lắm, mà tôi vậy đó, tôi kiểu bánh cam. Có nhiều người tu vui lắm, có người tu như kia mí, có nhiều người tu như trái bắp, có người tu như là cái bánh cam. Trái bắp là sao? Có nghĩa là ở ngoài ăn được, ăn được cái khúc trong nè, ăn chỗ cái hộp vô tới cái cùi liền, đó là tôi kiểu trái bắp. Có nghĩa là mới nhìn họ thì thấy không có gì hết, bình thường, nhưng mà tiếp xúc với họ thấy dễ thương lắm, nhưng mà đào sâu vô trong ngu như vịt, không có trao dồi trí tuệ tham nhẫn thiền định gì hết. Mới tiếp xúc thì thấy thường lắm, nó là cái mấy cái lớp vỏ ngoài có trái bắp, rau bắp, vỏ bắp, áo ngoài không có gì hết, nhưng mà tiếp xúc vô nữa thì rất là dễ thương. Nhưng mà thêm nữa thì trong rộng xài được, nó là cái cùi bắp mà. Rồi có người tu với bánh cam là sao? Tức là nhìn nó đã lắm, nhìn nó trời ơi, đường áo ngoài cái màu nó vàng ươm vậy đó, mè nó rắc lên cắn vô đã lắm, mà trong rộng có khỉ gì hết. Rồi còn có loại nó tu có người nó như cây mía là sao? Có nghĩa là khi gặp cái cảnh mà gian trưng khó khăn đó thì mới thấy họ, cái tu của họ nó bị trào ra. Cái cây mía mà để tự nhiên thì không có thấy được cái xuất sắc của nó. Cây mía nó phải bị người ta cắn, người ta nghiền cái răng nó, bị máy ép cán lên nó, làm người trào ra cái nước. Thì có người là họ cái công phu tu hành của họ như vậy, họ phải gặp cái nghịch cảnh thì nó bây giờ họ mới trào ra được. Mới trào đó. Còn lúc người gặp nói theo cái nghĩa khác là lúc nó gặp cái cảnh gì đó họ mới chịu tu được. Có loại tu như cái mía, có loại tu như trái bắp, có loại tu như cái bánh cam là như vậy đó. Thì nãy giờ tôi nói cái đề tài là cái gì và tại sao nha. Thì ở đây nó mình tu cái gì thì mình đặt cái đó nha. Mình tu ngoài da thì mình đặt cái ngoài da, tin tôi đi. Tôi mà ngoài da là sao? Tu ngoài da là tu những cái mà người ta thấy được đấy, người ta nghe được đấy. Tụng kinh thì ai không nghe, thì mai mốt mình sanh ra mình có một cái giọng nói nó quá sức du dương, rồi mình bố thí là mình cái gì đó ai cũng thấy đúng không. Thì đời sau sanh ra là mình những cái mình được là những cái mà người ta thấy không, dạ cao cửa rộng tù lâm. Cái còn một cái nữa đó, mình tu vỏ mà còn phải tu ruột, nếu mình tu những cái mà người ta không thấy, tới hồi mình đắc á, mình đắc là những cái người ta không có thấy đó. Ví dụ như Đức Phật á, là mình nhìn vô mình chỉ thấy có 32 tướng tốt của ngài thôi. Mình nhìn ngài mình đi nghe được cái âm thanh của ngài, âm thanh hay quá. Nhưng mà phải là cái bậc thượng căn đại trí túc duyên sâu dày thì mới thấy được cái hay khác của Đức Phật. Nhớ nha, mình tu cái gì thì mình được cái đó. Mình tu sao mà mình gặp Phật mình chỉ có cái khả năng gọi là hoan hỷ với cái vẻ ngoài ngài chưa được. Mình phải hoan hỷ những cái vô hình vô tướng của Phật, của thánh, của hiền, cái đó mới là ngon. Nhớ ra đó, có rất là nhiều gặp Phật họ không có hề mà có những hiểu được Phật pháp và chỉ mến ngài, thấy dùng nó hay quá, dùng nó hay quá, thấy 30 hảo tướng đẹp quá, thấy đội đi đứng cái kìa trời, đội đạo cốt không phong thái không đẹp quá, dáng đi như là sư tử không, giọng nói nhu du dương như là phạm âm, như là chim tiếng chim ca lăng tần già, từng cái động tác sinh hoạt của ngài là mỗi nhất cử nhất động đều là chánh niệm, đều là từ mẫn hết. Thích được tới đó thì chỉ có cái bậc mà thượng thừa đó, khi gặp Phật họ mới ngồi lại họ nghe, họ vượt qua khỏi cái âm thanh hay đó để họ hiểu được bên trong cái câu nói âm thanh, cái câu nói du dương đó nói cái gì.
và họ vượt xuyên qua cái ba mai hảo tướng đó, họ tại năng bên trong cái hảo tướng đó. Tại sao người đó có hảo tướng? Mà bên trong cái hảo tướng này nè, người này còn có những giá trị tâm linh tinh thần nào khác nữa. Đấy, cái đó đó. Mà tại sao người ta có khả năng này là bởi vì kiếp xưa người ta vừa tu ruột mà vừa tu giỏ. Có nghĩa là sao? Vừa tu kiểu bánh cam mà tu luôn trái bắp, mà vừa tu luôn cái hộp dẻ. Hộp dẻ là ăn cái hộp trong cái nhân cái trong tu ba lớp luôn. Ở ngoài rồi trong lõi tu hết. Còn đa phần mình tu như trái bắp, mình tu như cái bánh cam nữa đó. Mà không biết các vị còn có biết trái ô môi không? Tôi xa xíu lâu chứ tôi nhớ trái ô môi cái hình dạng này giống như là cái xà beng mà xây dựng như xà beng. Cái xà beng cái sắt xây dựng cái sắt mà nó có gân ở ngoài đó. Cái trái ô môi nó y chang vậy đó. Y chang cái sắt xây dựng mà nó to vậy đó. Người không có thích thì chê nó hôi dữ lắm. Mà người thích thì nghe cái mùi nó ứa nước dãi mà nó không ăn được nó, họ điệp họ phượng vậy đó. Ăn thì không có hết, cứ nút cái hộp đó thôi. Mà cái vị nó cũng ngọt, cái ngọt của nó ngọt lắm. Ở Việt Nam ngày xưa người ta hay chặt cái khúc như này, khúc gì dài mắt bán cho học trò cái trường tiểu học nhà quê đó. Bạn học sinh nó ăn uống không có bổ dưỡng nên cái nút rồi nhả hết. Thì có nhiều người hôm nay tu cái kiểu người trái u mâu, có nghĩa là đến chùa không có một cái nhận thức, không có một cái nhận thức cần thiết cho cái chuyện tu chứng, không học cũng không hành. Do ai đó rủ thì đi, buồn ghé chùa thì cũng đi, ba má chết không biết đem đi đâu, giao hũ xương cho chùa lâu lâu cũng phải đi. Là vô chùa nghe ba chớp ba nhát là chủ yếu là tám thì nhiều ha, tụ năm tụ ba nối dốc rồi tụ lâm hết đi về thì cũng có công đức đó. Nhưng mà công đức của họ nó y, họ tu cái kiểu tu của họ nó y chang như đau mau vậy đó. Nhìn thì hoành tráng cái trái nó to lắm, chặt ra rồi nhìn cái màu nó cũng đã lắm, vàng ươm mình đã lắm. Nhưng mà cứ đâu ăn uống được gì đâu, cứ múc và nhả, múc và nhả vậy đó. Tôi kiểu trâu môi thì trong râm này thế đào ngâm cái tay kỳ nhân dị sĩ kinh sách trong chủ đọc mình ngồi đó là ngồi mà tưởng tượng không à, rồi cứ mình tưởng người khác cũng tưởng tượng này. Thì thế nào trong râm này cũng có người nghe tôi giảng nãy giờ đó. Nghe tôi nói về trái bắp trâu môi các vị biết nên ông giảng không dựa trong kinh là ông ngồi ông nghĩ ra. Dạ thưa tôi u mê lắm, tôi chưa tới cái mức mà nghĩ ra cái đó đâu. Kinh ngày Sa-la Phất, ngày Sa-la Phất ngày có nói thế này, ngày nói rằng tất cả chúng sanh trong đời này không có ai mà dễ ghét cả, chỉ có hai hạng dễ thương và đáng thương thôi. Ngày Sa-la Phất ngày nói dễ thương và đáng thương. Cái hạng mà sống thiện, sống lành là cái hạng dễ thương. Còn cái hạng mà trời ơi, đấng thể bất thiện là cái hạng đáng thương. Ngài Sa-la Phật ngài nói, chứ phải tôi nói nhiều người không biết, có tưởng tôi chế đây không? Tôi có khả năng mà chế được cái đó là bây giờ tôi đã là đấu sức nội miệng này, chứ tôi đâu có phải cái khỏi mình ngũ trượng ác thế mà trần ai khoai củ. Chó chê mèo mửa, nó lòi chành bé bứa này. Nhưng mà nó là do coi kinh mà thầy nghe nói như vậy. Nên trên đời này không có ai mà dễ ghét cả, chỉ có dễ thương và đáng thương thôi. Mà kinh nào nói, đây, trong Tăng Chi Bộ Kinh á, thập phần năm chi đó. Ngài nói rằng có những cái người mà coi như là họ giống như cái hồ nước vậy đó. Mình gặp được họ rồi là mình nhào xuống, là mình uống được thì uống, tắm được thì tắm, lội được thì lội, giặt được thì giặt, rửa chân rửa tay nhúng nguyên cái đầu vô luôn. Coi như là uống ăn tắm giặt tưng bừng ở trong cái hồ. Ngài nói đó là những người, những bậc chí thiện. Mình gặp họ, mình nhìn họ mình cũng sướng, mình nghe họ mình cũng sướng, mình bắt chước họ mình tu mình cũng lợi ích, đúng không? Đó, họ là những cái hồn mênh mông trong bát tinh khiết. Nhưng mà người nói có những cái người mà họ không phải là cái hồ, cái thiện của họ nó không có đủ để làm cái hồ, mà họ chỉ là một cái vũng nước mà mình tới là mình phải bụm như này, mình lấy cái tay mình bụm nhẹ chứ mà bụm mạnh quá cái nó dậy đi, nó kiểu mà trúc lâm dậy sống, nó cặn cáo bùng sình nó lên là coi như là cũng mát nha. Cho nên là ngày nó có những người giống như cái vũng nước thì mình tới mình phải lấy cái tay mình vấp mình bấm lên vậy, mình mới gọi là khai thác được cái hay của họ. Đấy. Nhưng mà ngày nó có những người mà nó tệ quá đi, nó không có đủ nước, cái lượng nước nó quá ít,
cái lượng thiện nó ít lắm, nó không có đủ để mình đưa hai cái bàn tay cho mình bóc. Mà ngài nói là mình chỉ đưa cái một bàn tay vô, mình hớt nhẹ được nhiêu hay nhiêu mình hấp thôi. Và ngài nói là có những người cái thiện họ nó ít, giống như cái dấu chân bò, dấu chân trâu, nó quá ít thì mà mình là quá khác thì mình phải làm sao. Cái dấu chân bò nó nhỏ đến mức mà mình đưa cái bàn tay vô không được, mình phải làm sao, mà mình khác quá mình phải làm sao. Trong đó mình nói rất rõ, mình nói mình cứ chống hai tay, mình đưa cái miệng mình sát mình vô trong cái dấu chân đó, đó dấu chân bò hấp. Dĩ nhiên ngài đang nói trường hợp mà cái chỗ nào ngặt nghèo kìa, chứ ai mà dám uống cái nước đó quý vị ơi. Nhưng mà mình dùng cái đầu con người chút xíu thì ngài nói như vậy, nghĩa là ngài nói đến chỗ ngặt nghèo đó. Thì khi mình gặp cái nước mà nó nhỏ quá gì đó, bàn tay mình đưa vô không được, thì mình chỉ còn nước mình đưa cái môi mình vô tới sát bên đó mình hấp được, nhưng mình hấp nhẹ thôi, hấp nhiều quá là cũng dậy sống được này. Thì nó cũng vậy, có nhiều người họ cái thiện của họ nó bao la, mình là gặp họ, mình nghe họ, ở gần họ là lợi ích, này thoải mái vô tận vô biên. Nhưng có những người mình chỉ nên tiếp xúc rất là chừng mực, chỉ nghe những cái gì cần nghe, chỉ nhìn cái gì cần nhìn rồi làm ơn sayonara, au revoir, đi liền nha, bye bye, ví là dịp. Chứ không có mà nắn ná mà dây dưa là thế nào cũng bị. Nhưng mà cái tên nó cũng còn khác, cái tên nó còn có cái để mình nghe, có cái để mình nhìn. Còn có tên còn tệ nữa, nó phun ra được một câu dễ thương là mình đã mừng rồi. À, còn cái tên cuối cùng, cái tên cuối cùng là mình hãy nghĩ, khi mà nó tệ quá mình cứ nghĩ cái này bây giờ nó vậy, nhưng mà trước đây và sau này chắc chắn nó sẽ có lúc nó thiện. Đó là cái hạn cuối cùng, hạn cuối cùng nó tệ như vậy đó. Nó tệ như vậy đó, nó tệ đến mức mà mình nhìn nó hoài không có ra cái gì dễ thương hết, mình đành phải suy nghĩ cái tên này, trước đây và sau này nó sẽ khác rồi xong. Bởi vì mình phải nhớ thế này, con ma nào thì cũng có một tương lai và ông thánh nào cũng có một quá khứ, đó là cái câu nói của Tây, không? Kẻ ác nào cũng có một cái tương lai, biết đâu sẽ định nó khác. Mà ông thánh nào thì cũng có một quá khứ bề bối. Nhờ mình hiểu vậy cho nên cái lòng mình nó bình đạm quý vị à, không? Nó bình thản mới có thể thông dong thõng tay vào đời, thông dong đi vào cái chốn chợ đời tần ngại quái cũ này. Okay. Đó, cho nên nói đến cái thiện, nói đến cái ác, nói đến chuyện tu hành là chúng ta phải phanh phui, chúng ta nói cho bằng hết những cái đó để mình thấy mình ở cái chỗ nào trong cái cuộc tu này. Đấy. Đừng có tưởng đấy, là có mặt trong chùa, có cái pháp danh, đã có xong cái lễ quy y là Phật tử là đủ rồi, sai nha. Đừng có nghĩ rằng mình là đại thí chủ là xong, sai. Đừng có nghĩ rằng mình tham dự nhiều lớp giáo lý là đủ rồi, sai. Đừng có nghĩ rằng mình đã đi hành hương Ấn Độ 8 lần rồi, sai. À, mình đừng có nghĩ rằng mình đã tu thiền mình miếng điện dài khóa là đủ rồi, sai. Mà hãy nhớ rằng tu cái gì thì mình đắc cái đó, mình gieo cái gì thì mình gặt cái đó. Mình tu ngoài da thì mai mốt mình được toàn là cái ngoài da không mà. À, thế nào trong râm này quý vị cũng quên, hỏi ngoài da là cái gì, tôi nhắc là ngoài da cái là mình tu cái gì mà người ta thấy được đó, đó gọi là tu ngoài da. Còn mình tu được cái gì mà người ta không thấy á thì cái đó gọi là tu trong ruột. Thì nhờ mình tu cái trong ruột, mai mốt mình cũng sẽ được những cái trong ruột và những cái mà người ta không thấy, và mình cũng không cần người ta thấy cái thứ thiệt rồi đó, nó không có màn người ta biết nữa. À, trong kinh kể cái tỳ kheo mà hạnh đầu đà đó, có nghĩa là tiết giảm tối đa nhu cầu vật chất, nhu yếu phẩm, đó gọi là tỳ kheo đầu đà. Đấy. Thì tỳ kheo đầu đà gồm có là nhiều hạng. Cái hạng đầu tiên đó, đầu đà đó, là bởi vì là muốn cho người khác biết, muốn, xin lỗi, hạng đầu tiên là đầu đà, sống giản tiện, thanh bằng, để cho người khác có cái niềm tin, có cái lòng thương quý mình đầu đà vì danh vì lợi. Đấy, đó là cái hạng đầu tiên. Cái hạng thứ hai đó là không phải vì danh vì lợi, nhưng mà đầu đà đó cũng có mục đích tu hành ngon lành lắm á, cũng cầu đạo giải thoát, nhưng mà cũng còn mong người khác biết. Bên ngoài cái đầu ra đó, nó còn gì khác, mình dịch kinh dịch sách nhiều quá, tự nhiên mình đi đâu mà thấy người ta không biết mình,
khó chịu đó, mình hỏi quý vị có biết tôi là ai không? Đó, nó có vụ đó. Mình là có nhiều cái, mình là thí chủ, mình cũng nổi tiếng một vùng, đại gia một phương, mà tự nhiên mình đi lại cái chỗ lạ người ta không biết, mình cũng ráng tìm cách nói nửa nói xuôi làm sao để cho người ta biết rằng mình ra Đà Nẵng, mình nói trong Nam đâu phải tệ, rồi mình dân Đà Nẵng mà vô trong Nam cũng ráng cho người ta biết tôi ngoài Đà Nẵng tôi cũng giá lắm mà, có thớ lắm. Hà Nội cũng vậy, Quảng Trị, Huế cũng vậy. Nói chung là hạng thứ nhất là làm thiện làm lành mà thuần túy cầu danh cầu lợi thì cái hạng này quá tệ. Hạng thứ hai là cũng có lý tưởng ngon lành đó, nhưng mà còn mong người khác biết. Còn cái hạng thứ ba là thậm chí không thấy an lạc khi người khác biết, thậm chí không thấy thoải mái khi người khác biết gì mình nhiều quá. Ví dụ như tôi nói về cái hạnh khắc thực đi, có cái trường hợp đầu tiên thì cái vị đó là sống hạnh khắc thực để mà được nhiều người khác biết tới, cúng dường nhiều hơn. Cái hạng này khó nói. Hạng thứ hai là cũng muốn tu thanh bằng, đơn giản tri túc giản dị, nhưng mà cái hạng thứ nhất là cũng mình mang tiếng là đi bác rồi, nhưng mà là do đệ tử sắp xếp canh ngoài ngõ, thầy vừa ơn bác là nhào đợi để đầy bạc, còn là cô lân chảo cũng yến xào bào ngư tôi luôn hết. Đó là hạng đầu đà loại một. Loại hai đó là không bị dính mắc trong cái thí chủ đi, nhưng mà còn dính mắc ở trong cái gì, dính mắc ở trong cái chỗ nào mà dễ dàng thất thực, chỗ nào mà còn có người biết tới mình, không có tệ như loại một nhưng mà cũng còn mong người khác biết tới mình, mặc dù phải đi danh lợi nha, nhưng mà người khác không biết cái lòng mình nó không được yên. Nhưng cái hạng đầu đà thứ ba nó là ngay lúc nào mà phát hiện ra mình đã bắt đầu nổi tiếng thì lòng cảm thấy không an lạc, không có thoải mái, muốn tìm về một cái nơi nào đó để được sống vô danh. Cái hạng này đáng để mà mình lấy cái trán mình chà lên cái bàn chân. Tức là đến một lúc nào đó người ta không còn cái niềm vui người ta lúc bây giờ nó đã qua khỏi cái niềm vui thông thường thường tình rồi, tự mình biết riêng mình nó đã lắm. Đấy. Còn cái niềm vui mà phải để cho thiên hạ nó ban phát cho nó còn thèm lắm. Còn để còn mong cho người ta biết mình, còn mong cho người ta khen mình, còn mong người ta nể phục mình thì nó chưa lên lắm. Mà sẽ có một ngày mình an lạc với cái tri kiến của mình an lạc với cái chánh niệm của mình, an lạc với thiền định của mình, an lạc với những thành tựu, những sở chứng của mình. Và những cái đó nó lạ lắm. Khi mình xì nó ra đó, thì nó không còn nữa. Cái thứ thiệt á. Có những cái mà khi mà mình khoe ra mà mình còn thấy sung sướng đó, thì cái đó là cái giỏm. Còn những thành tựu quả chứng mà thứ thiệt đó, thì thứ nhất là đem so với cái niềm vui mà được người ta 1 trên 1 tỷ. Thứ hai, cái đó mà nói ra nó mất tiêu. Lạ vậy đó. Ví dụ như mình có những cái nhận thức, có những cái thấu đạo về Phật Pháp, nói ra ai hiểu, vấn đề là nói ra ai hiểu. Cho nên mình thấy nó hay quá, mình tìm cách mình giảng cho người ta hiểu đó, coi chừng thất vọng. Mà bản thân mình khi mình thấy mình nói kiểu đờn khảy tay trâu, nó trái quất, năm nay nó nản, nó mất cái niềm vui, nó mất. Thôi thì hãy giữ nó lại, không phải là vì ích kỷ mà vì rượu ngon không có bạn hiền. Không mua không phải, không tiền không mua. Rồi đời sống chánh niệm, quý vị, khi mà là hành giả thứ thiệt đó, người ta ngại tiếp xúc lắm, người ta ngại nói chuyện, đó là thứ thiệt, nghe không? Thứ thiệt. Thì cái thời gian mà nói, để đối với hành giả thứ thiệt đó, phải chánh niệm 100%. Nội mà cái công việc, cái việc mà ăn mặc, không, sinh hoạt, tắm rửa là đã hết thời gian, đi tới đi lui ngồi nằm là đã hết thời gian để mình. Bây giờ mình phải đi kiếm ông A bà B để mình nói chuyện, mà nếu mà lúc mình nói cái đó mà mình thất niệm thì quá tệ. Còn nếu mình vừa tiếp xúc mình vừa chánh niệm thì nó quá mệt, không? Tiếp xúc bằng sự thất niệm thì quá tệ, mà ráng giữ chánh niệm trong lúc tiếp xúc thì nó quá mệt. Trong khi mình sống một mình thì nó không có tệ, nó không có mệt. Đây. Cho nên hành giả nào mà còn có mở miệng ra khoe được hay lắm. Hôm này tựa từ ngày cũng theo qua nghĩ quá, chị anh ra em cậu ráng đi, rồi qua nghĩ đúng cái pháp môn này hay lắm này, là cái thứ đó là thứ giỡn. Còn cái thứ thiệt đó là nó vừa thấy người là nó quẹo, nó đốn mắt, không phải là nó sợ, nhưng mà nó không có muốn ai dẫm cái gót chân phàm phu tục tử lên cái mảnh đất thiên. Họ muốn một cõi riêng như vậy
đang đi gì nè, đang đi trong thiền viện như Kalama chẳng hạn, tôi đã làm gì có đường trốn gì quý vị đó, giải thứ thiệt rồi. Thấy mà ở ngoài nó lao sao ngoài ngõ thiếu gì yến quanh đó là hành giả quẹo cập mặt tiêu. Có rất là nhiều chỗ đó cho hành giả trốn, thậm chí ở đó có những cái ngọn thạch đăng, ở ngoài nhìn như thạch đăng nhưng mà mỗi cạnh nó là 2 mét, chiều cao 2,5 mét, ở ngoài nhìn vô tưởng nó là cái thạch đăng nhưng mà không. Hành giả nào mà cảm thấy là không có muốn lên thiền viện mà cũng không muốn lên thiền đường mà cũng chán về phòng riêng thì cứ leo lên đó khóa cửa lại là xong. Mà đó là cứ mỗi khóa thiền là mình đóng cửa, mình khóa cổng luôn nha. Đó là cái chỗ để cho bà con gọi là đó là thứ thiệt đó, cái này không màng ai biết, không có màng ai biết mình. Và tôi nhắc lại lần nữa, con nít nó mới thích xoa đầu, con nít á, nó mới thích xoa đầu hiền ngoan. Hành cái người hành đạo học đạo mà còn mong thiên hạ nó xoa đầu nó khen giỏi là chưa khá, mà phải có một ngày hành giả thấy rằng cái cõi riêng hình như nó hoang đường mộng mị, nó sung sướng, cái đó mới khá. Này tôi nhắc lại, còn mong người khác xoa đầu khen ngoan thì ta vẫn hãy còn là em bé. Này còn mong người khác biết đến mình như thế nào thì mình còn non lắm. Đấy, mà lên cái thứ thượng thừa đó thì lời khen với lời chê nó như nhau. Đó là vì cái đó nghe nó sẽ thành thánh, nhưng mà đó là sự thật. Là vì sao? Là vì kẻ nào mà còn mê lời khen thì kẻ đó mai này mày bị chê đó, dễ nhảy lầu lắm, tin tôi đi. Không, khi mà mình nghe người ta khen đó thì chỉ cần mình suy nghĩ một cái, nó khen được là nó chửi được, sáng khen chiều chửi, xưa nay chuyện thường. Nhớ cái đó, đời nó khốn vậy đó nha, sáng khen chiều chửi thì xưa nay chuyện thường. Thứ nhất, thứ hai nữa là nó khi nó vì một cái điều kiện, một lý do, một hoàn cảnh đặc biệt nào đó, nó buông miệng buộc miệng nó khen vậy thôi, rồi xong về nó quên mất. Còn mình ôm cái cục đó mình về mình sung sướng, nhưng mà nó không còn giá trị, bởi vì cái người nói nó quên mất rồi, mà chưa biết rồi sáng nó khen là khen thiệt hay khen dối. Mà nếu nó khen thiệt thì chưa chắc chiều nay nó tiếp tục nó thấy cái đó là cái đáng khen. Nhớ nha. Cho nên là phải nói phải nói cho rốt ráo, giận là đáng chịu. Cái kẻ mà ham danh ham lợi đó, xét về mặt nào nó giống nhau. Tào nói là quân tử háo danh, tử nhân háo lợi, nhưng mà theo trong kinh Phật thì không, hãy còn ham một hai cái này thì nó đều hèn như nhau, hèn như nhau. Còn mong được người khác biết, mình tưởng là người ta không biết, nhưng mà hãy mình có cái lòng người ta biết, cái thằng ham danh nó có cái mùi tanh tanh khác, nó tanh mà nó có pha tí mùi trầm. Còn cái đứa mà ham lợi nó tanh tanh mà nó thẩm thẩm, nhưng mà cái nào cũng tanh hết, cái kia nó hơi có tí trầm nhưng mà nó cũng tanh. À, còn cái nọ nó tanh mà nó thẩm. À, nói hôm nay một cái là cái nào gọi là mùi cá sống, nhưng một cái cá sống mà nó có hơi đượm mùi tí mùi nhang, còn cái cá sống mà đượm tí cái mùi rác, mùi cống rạch, chỉ vậy thôi. Đấy, đi trang vậy. Và cái người hiểu đạo rốt ráo sẽ thấy rằng không có gì nó ngu sửng cho bằng đam mê ở trong cái món quà tặng của thiên hạ mà nó ban ra cho mình. Nó ban được, nó lấy được, nó tặng hoa được thì nó đổ rác lên đầu mình. Nhớ cái này. Bởi vì cho nên Việt Nam mình là hỡi cô quét rác trên lầu, sao cô đổ rác đầu của tôi. Cái đó, đó là có thiệt đó. Cái đó là có thiệt đó quý vị. Cái đó là cái có thiệt. Hôm nay mình thấy nó quét rác, mình tưởng nó làm sạch cái chỗ của mình, nhưng mình quên một chuyện là mai này đó nó lấy rác đó, nó đổ lên đầu của mình, nó làm việc cho mình, nhưng mà những cái gì nó làm á mai này chính là cái đồ hốt rác đó, nó đổ lên đầu mình. Nó khen được thì nó chê được, nó thương được thì nó ghét được, cũng giống như mình thôi. Hãy mình thích được thì mình ghét được, và chính cái thích này nó dẫn đến bao nhiêu cái hệ lụy khác, chính cái ghét mình dẫn đến bao nhiêu hệ lụy khác. Mỗi tiếng khen và mỗi tiếng chê nó đều dẫn theo bao nhiêu cái hệ lụy khác. Người mà biết rõ những cái hệ lụy đó, họ không có thiết tha cái chuyện khen và chê nữa. Họ coi nó thường lắm. Nhớ cái đó. Cho nên làm gọn lại cái bài giảng bữa nay, tôi nói cái gì, làm ơn nhìn lại cái gì và tại sao. Toàn bộ đời sống mình chỉ có bao nhiêu đó thôi quý vị nha. Bây giờ rồi bữa nay tôi nghỉ sớm nha. Các vị cũng không cần nghe nhiều được rồi, hơn tiếng hồ rồi. Hẹn lại gặp lại các vị ngày thứ hai tuần sau.
mỗi buổi giảng thế này là buổi giảng cái đại chúng, tôi cố ý nói ra những chuyện, những khái niệm, những từ ngữ bình dân nôm na nhất không thuật ngữ. Còn những lớp intensive thì chúng ta phải giải thích nhiều mệt mỏi, còn những lớp này thì coi như mỗi tuần cũng còn giữ là một chút liên lạc với bà con đại chúng. Chúc các vị một đêm vui, một ngày lành. Mô Phật. Cảm ơn sư. Dạ. Dạ con chào sư. Dạ mô Phật, con chào sư. Dạ.